Nay quay cho quý vị mẫu nhà 144m2, mặt tiền rộng 6m. Đây là mẫu nhà điển hình tại khu đô thị Galenco Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Quý vị và bạn có thể tham khảo cái mẫu nhà của loại căn 144m2, có mặt tiền rộng 6m và xây dựng 4 tầng. Và nó thiết kế như thế này, công năng diện tích cũng như là kết cấu bên trong nhà được thiết kế như này nhé. Tất cả những căn nhà 144m này thì đều có mặt tiền là rộng 6m. Một cái loại diện tích lý tưởng của khu đô thị này. Phần sân quý vị nhìn thấy đây thì có diện tích là 30m2 để phần sân đằng trước. Từ vỉa hè này đến trong phần diện tích xây dựng là 5m2. Nhân với lại chiều ngang này là 6m nên phần diện tích sân của quý vị là có 30m2 diện tích sân phía đằng trước. Đây là một căn nhà đã hoàn thiện. Quý vị nhìn thấy cái không gian phía đằng trước để được bố trí làm không gian của phòng khách. Căn nhà này thì không có bố trí thang máy, tuy nhiên thì có cái vị trí để chúng ta thiết kế thang máy là ở ngay cái khu vực phía thang bộ này. Quý vị có thể cắt nhỏ cái thang bộ đi để đưa cái thang máy vào đây, là vị trí rất là gọn, rất rộng quý vị ạ. Căn nhà này thì gầm cầu thang lên, thì còn khi không có thang máy thì được bố trí một cái nhà vệ sinh nho nhỏ ở đây. Còn hầu hết thì khu vực cánh cửa này, nếu những nhà nào thiết kế thang máy thì đều bố trí và đưa thang máy vị trí này, cầu thang bộ này sẽ cho nhỏ đi. Đây là không gian phía đằng phía trong, thì quý vị có thể hoàn toàn thiết kế cái không gian bếp ở đây. Và hầu hết thì các căn nhà ở đây, không gian phía đằng sau cùng này thì đều được làm nhà vệ sinh và khu rửa ránh nước non, là đưa hết toàn bộ ra phía sau này. Phía sau này quý vị là chiều dài từ trong kia ra đây là 2m rưỡi, vậy là trong này có diện tích là khoảng 15m2 khu vực phía đằng sau này. Tổng diện tích phía đằng sau là 15m2. 15m2 phía đằng sau cộng với 30m2 phía đằng trước, vậy là căn nhà này 144m2 thì diện tích xây dựng của căn này chỉ có 95m, và nhân với 4 tầng là đâu đó khoảng tầm gần 400m2 sàn cho căn nhà loại diện tích 144m2 này. Vậy là cái công năng này thừa để chúng ta sử dụng làm văn phòng công ty hoặc là bố trí công năng sử dụng ở trong căn nhà 144m2 này. Thực sự mà nói, cái loại mặt tiền 6m và diện tích đây là tôi cho rằng là cái loại căn mà lý tưởng nhất ở cái khu đô thị này. Ở phía đằng trước này, nếu quý vị mà đập thông hai cái bên cửa này thì có thể để được 2 xe ô tô ở trong nhà, hoặc là 1 xe to, 1 xe nhỏ để rộng rãi. Còn phía trước cửa chúng ta cũng để rất được nhiều con xe. Đối diện của cái căn nhà này, đây là căn nhà số D49, ô số 23, thì phía đối diện là biệt thự, là những người hàng xóm bên cạnh như này. Thì lợi thế ở những cái vị trí như này cũng là những vị trí mà thông thoáng để được rất nhiều xe. Rồi quý vị có thể tham khảo qua cái không gian bố trí bên trên của căn nhà này. Đây là cầu thang bộ cũng được gia chủ thiết kế rất là rộng rãi vì là không dùng thang máy. Không gian bên trên thì được chia làm 2 phòng trước và sau. Phía đằng trước này thì rất là rộng này, vì do phía đằng trước trước kia thì để là giếng trời. Đây, không gian của phòng thứ nhất vô cùng rộng rãi quý vị ạ. Một chiếc nhà vệ sinh thì bố trí ở khu vực này. Thực ra mà nói, không gian như thế này thì quý vị về setup kiểu gì cũng đẹp, bố trí kiểu gì cũng đẹp, dù là khép kín hay khép hở, thế nào cũng đẹp hết. Căn này được gia chủ hoàn thiện sơ sơ. Tuy nhiên sơ sơ như thế này cũng phải hoàn thiện tiền 500-700 triệu cho căn nhà rồi. Còn đây là không gian ở trên tầng thứ 3. Tầng thứ 3 thì bố trí là phòng khách ở khu vực này. Phòng khách, nhà bếp luôn. Bên trong là bố trí một phòng ngủ nữa. Thực ra căn này mà nói mà thiết kế một phòng ngủ trong, một phòng ngủ ngoài, và không gian thoáng ở giữa,
hai phòng khép kín thì tôi nghĩ là rất là rộng rãi. Đây là tùy cái sở thích, tùy cái nhu cầu của mỗi người mà thiết kế những cái phòng công năng khác nhau. Nhưng cá nhân tôi cho rằng cái mẫu nhà 144 m mặt tiền 6 này thì nó quá lý tưởng rồi. Đây không gian trên tầng 4. Phía đằng sau này là một cái sân rất là rộng. Sân này cũng khoảng 30 m². Làm vườn hoa cây cảnh, khu vui chơi ở trên này cũng rất rộng rãi. Phía đằng trước đây được bố trí là một phòng. Căn này thì view sang bên này là những căn biệt thự phía đối diện này. Phía đằng trước này sẽ là trường học, Lomonosov và khu thể thao. Vậy là Thọ vừa quay cho quý vị và bạn toàn bộ cái mẫu nhà 144 m², có mặt tiền rộng 6 m tại khu đô thị Galaco Lê Hồng Tấn. Quý vị nào quan tâm đến những cái mẫu căn nhà này thì liên hệ với tôi trong máy bên dưới.